dòng âm ly cao cấp, được rất nhiều tính đồ âm thanh chuyên dùng. Đó chính là em E3D X6009 này. Tích hợp main và mixer, âm thanh chuyên nghiệp. Anh em muốn mua cho mình một thiết bị xử lý âm thanh chuẩn hơn, hay hơn, nhưng bạn biết mua ở đâu? Và anh em đang kinh doanh phòng hát karaoke, muốn thay thế chiếc âm ly cũ của mình bằng một chiếc âm ly kỹ thuật số hiện đại, có nhiều tính năng và dễ dàng cân chỉnh hơn. Hay chị karaoke đại gia của mình đang cần một thiết bị để xử lý âm thanh nhưng mua main và mixer quá tốn kém. Vậy mà không chơi gì nữa mà không tặng nghe em E3D X6009 này về. Nào, hãy cùng mình khám phá tính năng nổi bật của em này nhé. Với công suất mạnh mẽ, âm thanh bắt tai dù mình ở bất kỳ một vị trí nào trong phòng, đều có thể nghe tiếng âm thanh rõ và truyền cảm. Được tích hợp cả main và mixer có khả năng xử lý và kiểm soát âm thanh cực nhạy và tinh tế, giúp anh em có thể chơi những dòng nhạc sôi động mạnh mẽ, tạo cho mình cảm giác hào hứng. Với công nghệ khả năng chống hú hoàn hảo, định hướng sóng cho micro, loại bỏ các tình trạng nhiễm sóng, giúp âm ly kiểm soát âm thanh tốt ở cường độ hoạt động âm thanh cực lớn, radar không bị rè hoặc bị bỏ tiếng, hỗ trợ giọng phát yếu tăng khả năng hút âm cho micro dù để micro ở xa miệng.